Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ bên Vita và phim Nước Hoa Vita. Tiếp tục với cái series những chai nước hoa từ nhà nước Ý Natsumato thì mình xin giới thiệu đối với các bạn một trong những mùi hương không thể không mua nếu bạn có biết đến nhà Natsumato rồi, đó chính là chai Pardon. Như các video trước thì mình có từng nói về cái nhà Natsumato này rồi, họ làm mùi hương rất là độc, rất là lạ và không dành cho đám đông cũng như là những người mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Nồng độ nước hoa của Natsumato chỉ duy nhất một nồng độ attractable phim bám lâu tỏa khủng và chỉ là một dung tích duy nhất là nhỏ nhỏ như thế này nè, 30ml ha. Để nói về nhà Natsumato này thì mọi người đều biết những cái chai nước hoa rất là nổi tiếng ở trên bàn của mình đang giữ rồi. Chai Black Afghano mùi cần sa cháy, chai Blamed gỗ sơn hay là chai Silver Musk xạ hương và gỗ Hinoki. Chai nước hoa tiếp tục mà mình nghĩ rằng là nếu mà bạn có biết ở nhà Natsumato không thể nào không sở hữu nó chính là chai Pardon. Đây. Ta-da-da. Hôm nay mình sẽ cùng mở hộp chai Pardon này nha và mình sẽ review cái mùi hương này luôn. Hiện nay thì nhà Natsumato này có những cái mùi hương mà Dung không dám mua cũng như không dám xài vì sợ bị mọi người xung quanh bật chế độ xa lánh. Nhưng mà chai Pardon này thì hoàn toàn không như vậy. Bạn có thể mua, có thể xài, có thể thích giống như mình ha. Thì cái chai Pardon này nó ra đời năm 2011. Cái nốt chủ đạo của nó là chocolate trên nền gỗ đàn hương, cực kỳ nam tính và mạnh mẽ luôn. Giờ mình mở ra nha. Ở nhà Natsumato này có mấy cái mùi hương nó quái đản ghê lắm. Nên vậy nên là không phải mùi nào mình cũng có thể mặc được, nhất là do mình là nữ nữa. Do vậy nên là cái chai Pardon này là một trong những cái chai mà cũng đỡ ha, nó không có ớn quá. Mình có thể mặc được. Mà nếu mà mặc được thì trong cái tiết trời mùa đông này thì sử dụng những cái chai của nhà Natsumato cực kỳ ok luôn. Bởi vì những cái chai này rất là hoàn hảo cho khí trời lạnh. Bạn chỉ cần dùng đến 1 đến 2 xót xịt là mình đủ tỏa hương cả ngày ha. Như mọi người từng biết thì tất cả những cái chai nước hoa của nhà Natsumato này nó đều có hai nắp. Một cái nắp là cái nắp gỗ hoặc là nắp gỗ nút bần, nắp sứ phía trên rất là cá tính. Và một cái nắp travel size nhỏ nhỏ như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái chai nước hoa này ra nha. Nếu mà bạn có quan sát thấy nó dưới ánh sáng, để mình đưa ra chỗ nào sáng sáng xíu nha, thì là cái chút của chai nước hoa này nó màu xanh lá cây đậm. Cái phần nắp gỗ rất là đẹp. Đây là một trong những cái thiết kế mà mình đánh giá là rất là đẹp, rất là cá tính luôn. Cái mùi hương của cái chai Pardon này nó không nằm ngoài tính cách mùi hương của cả cái line này, rất là gọi là sao ta, phải dùng từ rất là lạ. Cái lạ ở đây nó vẫn rất là cuốn mũi và khiến cho mình bị nghiền á. Khi mà mình không ngửi được thì ok không sao, nhưng mà khi mà mình ngửi nó vào thì mình sẽ rất là nghiền. Cái mùi hương này nó chủ điểm, vừa nãy mình từng nói rồi ha, nó làm hương xoay quanh nốt sô cô la đắng, và sô cô la đắng ở đây nó được làm rất là mượt với lại gỗ trầm hương. Gỗ trầm hương là mình hay gọi là oud đó, và nó có một chút cream, có một chút béo ngậy ngậy của gỗ đàn hương và đậu tonka. Thì đây, khi mà bạn nghe thấy những cái nốt ví dụ như là tonka thì lập tức mình nghĩ là đây là một cái mùi hương thuộc nhóm gomen, tức là nhóm thực phẩm ngọt ngào. Ok, đây đúng là một mùi hương thuộc nhóm gomen, nhưng mà nó làm không ngọt nha. Nó làm không ngọt và không quá ngấy. Bởi vì sao? Bởi vì nó có mix vào những cái nốt như là nốt gỗ, nốt gia vị nè, khiến cho mình cảm thấy là cái mùi hương này nó không có bị ngọt ngấy giống như những cái chai nước hoa designer khác. Đây là một trong những cái chai nước hoa mà khi mà mình xịt mình cảm thấy wow, cái nhà sáng chế mùi hương này xuất sắc ghê, độc đáo ghê. Khi mà mình ngửi cái chai Black Afghano này thì mình đã wow ngay từ lần đầu rồi. Cái ông nhà pha chế Alessandro Chiotti này thì có một cái biệt danh là Crazy No, tức là mũi điên. Thì ông đã sáng tạo ra những cái chai nước hoa rất là độc, rất là dị. Nhưng mà khi mà bạn mà trót bị nghiền á thì kiểu như là mình không thể dứt ra được cái làn hương nữa. Rất là cuốn hút, khiến cho mình cứ muốn ngửi hoài à. Thì đánh giá cá nhân của bản thân mình, đây là một cái mùi rất là ok dành cho các bạn nam nha. Nếu mà nữ thì bánh bèo, nhưng mình hơi khó xài một xíu. Các bạn nữ thì phải thật là cá tính. Đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ là thiên nam nhiều hơn. Với những cái bạn mà mình cần một cái mùi mà khiến cho mình ngửi vừa cảm thấy mình mạnh mẽ mà vừa cuốn hút người khác phái, thì mình thấy là chai Pardon này nó ok. Nhất là cái thời tiết trời lạnh cuối năm như thế này nữa, thì mùi hương nó khi mà mình đi ra gió đó, mùi hương nó bốc tỏa lên, nó tạo thành một cái luồng hương xung quanh mình đó, mình ngửi rất là ghiền luôn.
Và như mình nói từ vừa nãy rồi, do nó x-ray được bộ phim nên vậy nên là một hai shot là đủ tỏa hương cả ngày rồi, đừng xịt quá nhiều nha, hấp diêm người khác. Nếu bạn là fan của nhóm mùi Goldman, bạn thích vị sô-cô-la đắng, bạn thích trầm hương, và đặc biệt nếu bạn là fan của nhà Natsumato giống như mình thì chai này không thể thiếu trong bộ sưu tập nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình. Coi lại cho Bắc Don một tí nè, ngoại hình bắt mắt ghê ha, mùi hương cũng bắt mũi y chang vậy luôn nha. Bye bye.